Cô nương là... Nô gia tới đây để hầu hạ công tử. Lại đây. Cô ơi. Xin hãy cứu chúng con. Xin cứu giúp chúng con. Xin cứu giúp chúng con. Xin hãy cứu giúp chúng con. Xin 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 hãy cứu giúp chúng con. Ông trời ơi, ông trời ơi, xin hãy cứu chúng con. Ông trời ơi, xin 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 hãy cứu chúng con. Ông trời ơi, xin phù hộ cho chúng con. Xin phù hộ cho chúng con. Thôn Long Tuyền có yêu nghiệt, chúng ta có cần xuống dưới xem thử không? Đương nhiên phải đi. Ta muốn đi xem thử là ai dám hoành hành ở quê nhà của Lữ Động Tân. Thành thuần âm chân khí, nam nhân trong thiên hạ, các người chết chắc rồi. Cũng khá bình tĩnh đó.
Nhìn chàng thật khôi ngô tuấn tú. Ngươi nhìn ngươi đi, ngươi đúng là tham ăn thật đó, ngay cả da cũng dám ăn nữa. Tiểu tử kia, ngươi chán sống rồi có phải không? Hê, hey, ta mà chán sống hả? Ta thấy ngươi mới là kẻ chán sống đó. Ngươi à! Ngươi ngươi là ai? Lữ Động Tân. Lữ Động Tân. Lữ Động Tân, người muốn giết thì cứ giết đi. Các người muốn giết thì giết ta đi. Hôm nay các người không giết ta, sớm muộn cũng có ngày ta tới tìm các người để trả thù. Khoan đã, đối phó với thứ yêu nghiệt này cần gì tới nhiều người chúng ta ra tay chứ? Cũng đúng. Lữ Động Tân. Nè, ta nói nè Động Tân, sao huynh lại để cho ả chạy đi mất vậy? Đúng vậy, chúng ta chỉ lấy chân bá tánh mà hạ phàm thu phục yêu quái, huynh thả đi dễ dàng vậy hay sao? Mục đích chúng ta hạ phàm là gì, huynh nói thử xem. Công tử. Có phải là công tử? Nè Tiểu Vũ à, người khác không hiểu tâm tình công tử nhà ngươi, lẽ nào ngay cả ngươi cũng không hiểu luôn? Chung Ly tiên trưởng, chúng ta đều biết mà. Nè, huynh cũng biết. Nói như vậy, Chung Ly lão ca huynh cũng biết rồi. Chuyện này trời biết, đất biết, hắn biết, ta biết. Không đúng, lão mập à, sao lại bỏ sót ta chứ? Đúng. Nè các vị à, không phải ta nói khoác đâu, về chuyện này ta cũng biết đó. Các người đừng nói chuyện nước mở nữa. Nè lão mập, huynh nói đi, chẳng lẽ yêu quái đó có quan hệ với Động Tân? Cô ấy và Động Tân thì không quan hệ gì, nhưng mà có liên quan tới một người. Nè, chờ một chút, cuối cùng thì chuyện này là sao chứ? Sao vô duyên vô cớ lại xuất hiện thêm một người khác nữa? Đúng vậy đó lão mập, đem đầu đuôi câu chuyện này kể lại với mọi người cho rõ ràng đi. Các vị đều muốn biết có phải không? Đúng vậy. Các vị muốn biết á, vậy cầu xin ta đi, ta sẽ nói các vị biết liền. Huynh thiệt tình, Chung Ly không cần huynh kể. Được, hãy để cho Động Tân kể đi. Hả?